Trước khi xem video, các bạn vui lòng kéo xuống dưới video và ấn vào nút đăng ký kênh, đồng thời ấn vào biểu tượng chuông để nhận được những video mới nhất của kênh mangthaibaby.com. Dấu hiệu báo sắp sinh trước một ngày, mẹ bầu nào cũng cần phải lưu ý. Dấu hiệu sắp sinh trước một ngày là mối quan tâm của nhiều mẹ bầu đến những ngày cuối của thai kỳ. Nếu nhận thấy cơ thể có những dấu hiệu dưới đây thì mẹ bầu nên chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc đón em bé thiêng liêng chào đời nhé. 1. Dấu hiệu sắp sinh trước một ngày, mẹ bầu nào cũng cần phải quan tâm. Xuất hiện nhiều cơn co cứng tử cung. Vào những ngày cuối của thai kỳ, mẹ bầu sẽ nhận thấy tử cung xuất hiện những cơn co thắt tử cung. Đây là những cơn co thật là khác với những cơn co tử cung giả. Những cơn co này xuất hiện thường không đều đặn, từ 5 đến 7 phút hoặc hơn. Cơn co thắt tử cung thật thường đau hơn những cơn co thắt tử cung giả, đến nỗi chị em cảm thấy thật sự khó khăn khi đi lại hay nói chuyện gì đó với ai. Xuất hiện dịch nhầy là một trong những dấu hiệu sắp sinh trước một ngày. Suốt quá trình mang thai, cổ tử cung được một lớp chất nhầy bám vào, làm dày lên để ngăn ngừa viêm nhiễm từ bên ngoài. Gần đến ngày hạ sinh, lớp chất nhầy này sẽ bị phá vỡ, chảy ra ngoài khá nhiều. Cổ tử cung cũng bắt đầu giãn ra, trường hợp giãn quá mức sẽ khiến cho mẹ bầu bị chảy máu. Để ý, mẹ sẽ thấy những lớp dịch nhầy đặc chảy ra, có kèm theo những vết máu do cổ tử cung bị giãn nứt. Bụng bầu bị tụt xuống. Đây là dấu hiệu chứng tỏ em bé bắt đầu dịch xuống phía dưới khung xương chậu để chuẩn bị chào đời. Bé càng tụt sâu thì phần cơ hoành trên cơ thể mẹ sẽ không còn bị đè lên như trước, khiến mẹ cảm thấy dễ thở hơn. Thay vào đó, bé sẽ tăng áp lực lên bàng quang, khiến mẹ cảm thấy thường xuyên muốn đi tiểu hơn. Thường thì phần đầu của bé sẽ quay xuống thấp nhất trong tử cung. Đây cũng là tư thế phù hợp sinh thường nhất. Có những trường hợp bé có tư thế ngược, thay vì phần đầu mà phần mông hay phần chân ở vị trí thấp nhất thì mẹ bầu không nên sinh thường mà tốt hơn là nên sinh mổ. Nước ối rò rỉ, một trong những dấu hiệu sắp sinh trước một ngày chính xác nhất. Sau khi vỡ nước ối, bé sẽ mất môi trường tự nhiên ban đầu, dẫn đến áp lực ép ra ngoài. Đây được xem là những dấu hiệu gần nhất cảnh báo mẹ bầu sắp chuyển dạ sinh con. Khi nước ối bị vỡ là dấu hiệu em bé cần phải được chào đời trong một thời gian ngắn sau đó, không nên để chậm trễ quá 24 tiếng, vì nếu để càng lâu càng tăng nguy cơ nhiễm trùng cho cả mẹ và bé. 2. Mẹ bầu chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng truyền dạ sinh con. Chuẩn bị tâm lý phù hợp. Trước khi lâm bồn, mẹ bầu không nên quá sợ sệt, lo âu, sẽ ảnh hưởng đến không tốt cho sức khỏe của mẹ và ảnh hưởng đến việc sinh nở. Cảm giác căng thẳng đó nhiều khi là không thể tránh khỏi. Vì vậy, những người thân trong gia đình, đặc biệt là người chồng, cần dành nhiều thời gian bên cạnh để chăm sóc và tạo cảm giác an toàn cho mẹ bầu sắp sinh. Tuy nhiên, mẹ cũng không nên chủ quan mà chuẩn bị mọi thứ một cách qua loa không đủ, dẫn đến dễ gây ra lỗi lầm lúc sinh. Mẹ bầu nên mang tâm thế bình tĩnh, thoải mái, tính toán và chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo trước khi lâm bồn. Không nên đi xa vào khoảng thời gian cuối thai kỳ. Mẹ bầu trước lúc sinh không nên đi đâu quá xa nhà để tránh các trường hợp sinh ngoài dự kiến. Khi các điều kiện bị hạn chế, lúc ngồi xe, ngồi tàu sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cả mẹ và con, thậm chí có thể nguy hại đến cả tính mạng. Mẹ chuẩn bị tâm thế làm quen với cơn đau chuyển dạ. Mẹ nên chuẩn bị tâm thế đối mặt với các cơn đau cường độ mạnh trên cơ thể đến từ lúc các cái cơn co thắt xảy ra. Mỗi lần co thắt, mẹ càng đến gần với thời điểm con chào đời. Mẹ có thể học cách để làm giảm các cơn đau, nhưng các cơn đau vẫn là không thể tránh khỏi. Hiểu một cách tích cực thì cơn đau là một phần của quá trình sinh nở đầy thiêng liêng và mang nhiều ý nghĩa. Đó là một minh chứng tuyệt vời cho tình mẹ vượt qua đau đớn tất cả để vì con. Hiểu tư thế khi chuyển dạ sinh con. Trước khi lâm bồn, mẹ có thể có cảm giác khó đi vì sức ép xương chậu của đứa bé trong bụng Tuy nhiên, mẹ không nên vì cảm giác đó mà lười vận động, thay vào đó mẹ nên đi lại nhẹ nhàng, ngồi giang hai chân ra, lắc lư vùng chậu, di chuyển bằng cách bò. Nếu thấy mỏi, mẹ có thể nằm hơi nghiêng, giữ cho hai chân giang ra, xuôi hai tay, giữ nhịp thở nhẹ nhàng và thư giãn. Qua những kiến thức cần lưu ý trên đây về những dấu hiệu sắp sinh trước một ngày, hy vọng sẽ giúp cho mẹ bầu phần nào có công tác chuẩn bị cho thời khắc quan trọng sắp tới. Chúc cho mẹ sinh nở thành công, thuận lợi và mẹ tròn con vuông. Và các mẹ cũng có thể truy cập vào trang web của chúng tôi là mangthaibaby.com. Ở đó chúng tôi đã viết rất nhiều các cái bài viết hay về chăm sóc mẹ và sinh nở, cũng như là nuôi dạy con ngoan. Một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Túi xách nam nữ thời trang Bunoko, sự lựa chọn đến từ trái tim.